Không một quốc gia nào dám cả gan tấn công Nga bởi 5 lý do này. Là quốc gia có sức mạnh quân sự được đánh giá là khủng nhất nhì thế giới, Nga đã không ít lần thể hiện sự độc nhất của mình trong lĩnh vực quốc phòng. Với nền tảng được thừa hưởng từ thời Liên Xô cũ, ngày nay Nga đã vận dụng rất tốt các thành tựu khoa học công nghệ để biến quân đội của mình thành một đội quân được trang bị các vũ khí tối tân nhất. Nói về các loại vũ khí Nga, nổi bật nhất chính là các loại vũ khí hạt nhân. Nga hiện nay đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân với số lượng cực khủng, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với Mỹ. Dù tất cả các số liệu về vũ khí hạt nhân chỉ là ước tính, thế nhưng theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga hiện có 5.977 đầu đạn hạt nhân, bao gồm khoảng 1.500 đầu đạn không còn biên chế sử dụng và chuẩn bị được tháo gỡ. Trong số khoảng 4.500 đầu đạn còn được sử dụng, hầu hết được coi là vũ khí hạt nhân chiến lược, ví dụ như tên lửa đạn đạo có thể nhắm bắn mục tiêu ở khoảng cách xa. Đây là những vũ khí thường gắn liền với chiến tranh hạt nhân. Phần còn lại là vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ hơn, ít tính hủy diệt hơn, sử dụng trong mục đích nhắm bắn tầm ngắn trên chiến trường hoặc trên biển. Song, điều này không có nghĩa Nga đang sở hữu hàng nghìn vũ khí hạt nhân tầm xa sẵn sàng khai hỏa. Các chuyên gia ước tính khoảng 1.500 đầu đạn của Nga đang được triển khai, tức là chúng đang được lắp đặt tại các căn cứ tên lửa, trên máy bay ném bom hoặc ở các tàu ngầm trên biển. Và với hàng ngàn đầu đạn hạt nhân trong tay, Nga có thể dễ dàng san phẳng bất cứ kẻ thù nào. Dù rất khó để Nga mang loại vũ khí hủy diệt này ra sử dụng, thế nhưng theo chia sẻ của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko, Nga sẵn sàng phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân để đối phó lại kẻ thù của đất nước. Chúng ta cùng quay trở lại vào quá khứ. Vào năm 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh có tiêu đề Các nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước Liên bang Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Trong đó có nói rằng Nga chỉ coi vũ khí hạt nhân là phương tiện răn đe. Theo tài liệu này, Nga xác lập rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân là một biện pháp cực đoan và chỉ dùng trong trường hợp thực sự bắt buộc, mà nước này thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để tránh. Và theo các nguyên tắc triển khai quân sự của Nga, nước này được phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong những trường hợp sau. Thứ nhất, khi kẻ thù của Nga đang sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trên lãnh thổ Nga hoặc các đồng minh của Moscow. Thứ hai, nếu Nga có bằng chứng đáng tin cậy về một vụ phóng tên lửa đạn đạo tấn công lãnh thổ của mình hoặc của các đồng minh Nga. Thứ ba là nếu chính phủ hoặc các căn cứ quân sự quan trọng của Nga bị đối phương tấn công nhằm mục đích làm suy yếu khả năng đáp trả của lực lượng hạt nhân Moscow. Và cuối cùng là nếu như Nga phải đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu thông qua việc sử dụng vũ khí thông thường. Nhiều chuyên gia cũng đã nhận định rằng một trong bốn điều kiện kể trên được đánh giá là rất đáng quan ngại, nhất là trong bối cảnh Tổng thống Putin có những phát biểu mô tả thái độ thù địch của phương Tây đối với Nga. Bên cạnh vũ khí hạt nhân, sức mạnh của quân đội Nga còn được thể hiện ở các hệ thống tên lửa hiện đại hay hệ thống phòng không. Lấy cuộc xung đột với Ukraine làm ví dụ. Ngoài tên lửa đạn đạo Iskander-M hay tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, Nga còn sử dụng thêm một số loại tên lửa dẫn đường chính xác cao trong cuộc chiến này. Trong đó, có thể kể đến tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M14 Caliber, loại vũ khí đã được sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Syria và hiện là một trong những vũ khí quan trọng nhất trong kho vũ khí của quân đội Nga. Hay như tên lửa Hermes, là một loại tên lửa dẫn đường chính xác với động cơ phóng Ejecting Booster, hoặc tên lửa hành trình KH-101, hệ thống tên lửa đất đối không S-400 và hệ thống phòng không Panzer. Thậm chí, quân đội Nga còn đang trong quá trình triển khai S-500, hệ thống phòng không tiên tiến nhất hiện nay. Và chính Tổng thống Putin đã khẳng định, hệ thống tên lửa tầm xa S-500 không có đối thủ trên thế giới. Được biết, hệ thống trên vốn được thiết kế để ngăn chặn các máy bay, tên lửa cũng như có khả năng chống vệ tinh. S-500 Prometheus do nhà sản xuất vũ khí Almaz NT thiết kế như một sự tiếp nối của dòng tên lửa đất đối không tầm xa. Nó được cho là có tầm bắn khoảng 600 km và có khả năng ngăn chặn các mục tiêu đang di chuyển với tốc độ siêu thanh, trong đó bao gồm cả đầu đạn tên lửa đạn đạo liên lục địa. Bên cạnh đó, S-500 cũng được cho là có thể tích hợp với các hệ thống khác của Almaz NT như S-400 và S-350 và có thể hoạt động cùng các bộ phận khác trong hệ thống phòng không đa tầng của Nga. Người đứng đầu Almaz NT Jan Novikov đã cho biết, công ty này dự kiến S-500 sẽ trở thành xương sống trong khả năng phòng không của Nga.
ông cũng đã xác nhận hồi tháng 4 vừa rồi rằng hệ thống này sẽ đi vào sản xuất hàng loạt. Và với loại vũ khí này, chắc chắn sẽ không thể nào dám tấn công Nga bằng đường hàng không. So với các loại vũ khí phòng không thì Nga cũng đầu tư rất nhiều cho hải quân. Điển hình nhất chính là trang bị tàu ngầm hạt nhân chuyên dụng NPS K-329 Belgorod. Loại tàu ngầm mang siêu ngư lôi Poseidon khiến cho Mỹ kinh hoàng. Không quá khi để nói, loại vũ khí mà các chiến lược gia hải quân Mỹ sợ nhất chính là ngư lôi Poseidon, bởi nó được trang bị hạt nhân và động cơ hạt nhân, có chức năng như một UAV chiến đấu ngầm dưới nước, với tầm bắn dường như là vô hạn. Đó còn lại chưa kể, một tàu ngầm Poseidon đủ sức tạo ra vụ nổ với công suất lên tới 2 megaton, và trong kho vũ khí của các nước NATO không hề có vũ khí nào có thể ngăn chặn được siêu ngư lôi này. Còn có giả thuyết đã cho rằng Poseidon đủ khả năng vượt qua mọi phương tiện trong hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ. Dự kiến là trên bon tàu Belgorod mà Hải quân Nga mới nhận được sẽ bố trí 6 Poseidon. Tàu Belgorod cũng có thể mang theo khí cụ ngầm dưới nước cho phép thủy thủ đoàn cắt đứt cáp ngầm và thực hiện các thao tác dưới đáy biển. Phải lưu ý một điều rằng, tàu ngầm hạt nhân chuyên dụng Belgorod được thiết kế để gián đoạn tấn công trả đũa trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân. Một cái tên khác cũng rất triển vọng cho Hải quân Nga chính là tổ hợp tên lửa đạn đạo Skiff. Tên lửa này được hy vọng là sẽ có ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của các hạm đội Nga. Theo báo cáo, dự án Skiff dự kiến sẽ tạo ra một bệ phóng tự hành đặc biệt. Hệ thống sẽ sử dụng một tên lửa đạn đạo có tầm bắn ít nhất 300 km. Đồng thời, báo cáo rằng dự án này sẽ tạo ra một số lợi thế cơ bản khi thực hiện các nhiệm vụ ở cấp chiến lược. Nhìn chung, Hải quân Nga đang sử dụng hai phương thức để gia tăng sức mạnh trong tương lai. Một là không ngừng hiện đại hóa các tàu ngầm tên lửa chiến lược kiểu cũ và đóng mới. Quá trình này được đẩy mạnh thêm nhờ việc tạo ra các tên lửa đạn đạo thế hệ mới. Hai là phát triển và chế tạo các phương tiện không người lái dưới nước đầy hứa hẹn, cũng như các tàu ngầm đặc biệt dành cho chúng. Bên cạnh đó, một số tên lửa hải quân mới có nhiều khả năng đặc biệt đã được phát triển. Các dự án này đang tiến hành khá thành công và sẽ cho kết quả trong tương lai gần. Tất cả những vũ khí này sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh chiến lược của các hạm đội Nga, giúp đảm bảo an ninh quốc gia và duy trì hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Một trong những thứ hữu ích nhất mà Nga được thừa hưởng sau khi Liên Xô tan rã chính là kho xe tăng đa dạng và phong phú. Đây cũng là loại vũ khí làm nên tên tuổi cho quân đội Nga, cũng là thứ mà Nga tự tin nhất. Các mẫu xe tăng của Nga được đánh giá là đơn giản trong sản xuất, giúp gia tăng khả năng sản xuất hàng loạt và dễ vận hành. Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ cũng là yếu tố cơ bản của xe tăng Nga. Loại xe tăng hiện đại nhất thế giới mà Nga đang sở hữu chính là T-14 Armata. Từ lâu thì T-14 Armata đã là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Nga và được coi là một vũ khí có thể giúp thay đổi cuộc chơi cho Moscow. Đặc điểm đáng chú ý nhất của loại vũ khí này chính là nó có thiết bị được số hóa hoàn toàn, cùng với một tháp pháo tự động và một khoang riêng có bọc thép cho tổ lái. Mỗi bên sườn xe tăng có 7 bánh xích thay vì 6 bánh xích truyền thống thường. Chưa kể là nó còn có nhiều khoang hơn so với các xe tăng phương Tây đương thời. Bên cạnh đó, T-14 Armata cũng có thể được trang bị cả pháo nòng trơn 2A-82-1M 125mm, được điều khiển từ xa và bộ nạp đạn hoàn toàn tự động. Trong băng đạn của xe tăng có tổng cộng 45 viên đạn. Pháo chính cũng được thiết kế để bắn tên lửa dẫn đường bằng laser. Pháo 2A-82-125mm thậm chí có thể được nâng cấp thành pháo 2A-83-152mm. Đồng hành với nó là vũ khí phụ bao gồm súng máy Colt 12,7mm hoặc PKTM 7,62mm. Ngoài ra thì mỗi chiếc xe tăng mới của Nga đều được trang bị hệ thống radar riêng, mang lại lợi thế cụ thể về mục. Do đó, T-14 cũng có thể bắn trúng máy bay và đánh chặn rocket và tên lửa của kẻ địch. Tháp pháo của T-14 cũng được tích hợp cột khí tượng, liên lạc vệ tinh, hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu GLONASS, anten liên kết dữ liệu và liên lạc vô tuyến. Một vài cái tên khác cũng rất đáng chú ý khác khi nhắc tới xe tăng Nga, đó chính là T-72BM. Loại xe tăng lâu đời nhất và được sản xuất nhiều nhất với hơn 30.000 chiếc đã được chế tạo cho tới nay. Xe tăng T-80, chiếc xe tăng đầu tiên trên thế giới chạy động cơ siêu biển khí, thường được gọi là máy bay trực thăng hoặc máy bay phản lực vì tiếng còi đặc trưng của nó. Xăng, dầu hỏa và dầu diesel đều có thể làm nhiên liệu,
và T-90A Fleur Dimmer có năng lực đặc biệt là hệ thống dẫn đường bằng tia hồng ngoại Curtain và khả năng bảo vệ trước các hệ thống dẫn đường bằng laser. Những cái tên kể trên chính là các mẫu xe tăng mạnh mẽ nhất của quân đội Nga hiện nay. Trong quân đội Nga hiện nay đang có hơn 900.000 binh sĩ đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang, chưa kể tới quân nhân dự bị lên tới 2 triệu người. Với lực lượng hải quân thì đang có trong biên chế 74 tàu chiến và 51 tàu ngầm. Trên bộ, quân đội Nga có 280.000 binh sĩ. Nga cũng có lợi thế mạnh về vũ khí tầm xa, sở hữu hơn 500 bệ phóng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất. Theo các ước tính khác cho thấy, chi tiêu của Nga có thể từ 150 tỷ đô la Mỹ tới 200 tỷ đô la Mỹ để cung cấp cho 1.350.000 nhân viên đang làm việc trong quân đội, cũng duy trì số lượng lớn phương tiện quân sự, máy bay và hạm đội hải quân, và tiếp tục các dự án có giá trị cao. Và nhìn chung, sự đầu tư này đã mang lại kết quả rất tốt vì nó đã tạo nên một đội quân hùng hậu mà không kẻ nào muốn đối đầu. Đến đây thì video ngày hôm nay của TB Trends cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã cùng xem hết video này của tụi mình. Các bạn có nhận xét gì về chủ đề này? Hãy cùng comment ở phía dưới cho tụi mình cùng được biết với nhé. Nhấn like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị tiếp theo của TB Trends, nâng tầm kiến thức.